Cảm ơn quý vị trở lại với chương trình Good Morning Washington DC. Để tiếp tục thanh trang xin kính mời quý vị theo dõi tin tổng kết kinh tế tài chánh tuần qua do tiến sĩ Tạ Cự Hải thực hiện. Kính chào quý khán giả của SVTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua.

with today trừ 5.16% và year today trừ 2.02%. Giá vàng là 1.318 đô la 20 cent một ounce căn cứ vào thứ Sáu mùng 9 tháng 2 2018. Giá dầu thô 59 đô la 21 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu ngày 9 tháng 2 2018. Và giá xăng là 2 đô la 596 một ca Theo công ty 3 chữ A AAA thứ Sáu mùng 9 tháng 2 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8161 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 mùng 9 tháng 2 2018. Tương đương với 0.723 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.29 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 108.79 đồng yên của Nhật Bản và tương đương với 58.33 đồng ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Fetimax thứ năm ngày 8 tháng 2 2018, 30 năm cố định là 4.32% và 15 năm cố định là 3.77%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 3 tháng 2 2018 có 221.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 9.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 153 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng Giêng 2018, Mỹ có 1 triệu 923.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 33.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng Giêng 2018 đã cung cấp 200.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng Giêng vẫn ở mức 4.1% là mức thấp nhất trong 17 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đi xuống với vận tốc rất nhanh và số lượng rất lớn. Dow Jones đã mất trừ 5.21%, Nasdaq mất trừ 5.06% và S&P 500 mất trừ 5.16%. Trong 6 ngày qua, chỉ số Dow Jones đã đi xuống trong 5 ngày. Thứ sáu mùng 2 tháng 2, Dow Jones đã mất 666 điểm hay trừ 2.5%. Thứ hai, mùng 5 tháng 2, Dow Jones rơi tự do, mất 1.175 điểm hay trừ 4.6% là ngày đi xuống nhiều nhất của lịch sử Dow Jones. Thứ ba, mùng 6 tháng 2, Dow Jones của Mỹ đi xuống lãnh địa của vùng điều chỉnh vào buổi sáng và sau đó đi lên 567 điểm hay cộng 2.3% đã khiến cho các thị trường chính của Âu Châu mất trừ 2%. Thị trường của Đức, Thụy Điển và Tây Ban Nha đã đi vào lãnh địa của sự điều chỉnh. Thị trường Á Châu có chỉ số Nikkei của Nhật mất trừ 4.7% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất trừ 5.1%. Thứ Tư mùng 7 tháng 2, Dow Jones đi lên 381 điểm vào buổi sáng nhưng bị bốc hơi xóa sạch vào cuối ngày và mất thêm 19 điểm. Thứ Năm mùng 8 tháng 2 lại là một ngày mất mát to lớn 1.033 điểm hay trừ 4.2%. Một lần nữa lại đi vào lãnh địa của sự điều chỉnh. Và thứ sáu mùng 9 tháng 2, Dow Jones đi lên 330 điểm nhưng lại dao động lên xuống suốt ngày, khiến không biết đâu mà lường. Tại sao thị trường chứng khoán trong đầu năm 2018 lại lỏng lẻo như vậy? Chúng tôi nghĩ cũng có thể là do sự kết hợp của những yếu tố sau đây. Thứ nhất, Quỹ dự trữ liên bang quan ngại về nạn lạm phát có thể gia tăng vì nước Mỹ hiện đang có một nền kinh tế rất mạnh. Thứ nhì, giới đầu tư lo ngại quỹ dự trữ liên bang sẽ cho tăng lãi suất. Thứ ba, lo ngại thị trường trái phiếu tăng tiền lời yield. Thứ tư, tình hình chính trị bất ổn tại Washington DC và thứ năm thị trường chứng khoán đi quá nhanh, quá xa từ tháng 11 2016 đã quá hạn cho nhu cầu 10% điều chỉnh correction của thị trường chứng khoán. Sự suy giảm trong tuần của Dow Jones khá lớn và đáng sợ, nhưng giới đầu tư vẫn nên tiếp tục đầu tư. Đầu tư nói chung đòi hỏi khả năng chịu đựng lâu dài và nhờ vậy thường mang lại một lợi nhuận đáng kể. Cùng ngày thứ Sáu mùng 9 tháng 2, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 2.32%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 3.10%, Shanghai Composite giảm trừ 4.05%, London FTSE 100 giảm trừ 1.09% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.25%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu và đồng Anh Kim của Anh Quốc và đồng Robo của Nga, nhưng lại sụt giá so với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng Yen của Nhật Bản. Giá dầu thô xuống mức 59 đô la 21 cent một euro, lần đầu tiên dưới 60 đô la trong năm 2018. Giá xăng đi xuống so với tuần trước và đang ở mức 2 đô la 596 một galon. Giá vàng xuống mức 1.318 đô la 20 cent một ounce hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 2. Thị trường địa ốc hiện nay là thị trường của người bán seller market. Người bán nhà có lời trung bình là 54.000 trong năm 2017. Theo công ty atom Data Solutions nghĩa là lời gần 30% bán nhà ở thị trường hiện tại thì rất dễ nhưng tìm được ngôi nhà vừa ý để mua lại rất khó số lượng nhà đăng bán trên thị trường hiện không đủ thỏa mãn nhu cầu người mua Đây là hiện tượng rất phổ thông khi kinh tế đang phát triển mạnh kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp không bị ảnh hưởng đáng kể của nhiều dao động chính trị tại Washington DC kinh tế thế giới. Với tình trạng hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ, tại Âu Châu, Á Châu và Phi Châu đang trong lãnh địa của sự điều chỉnh. Chẳng những chứng khoán tại Mỹ xuống giá mà sự mất giá còn trầm trọng hơn nhiều tại Trung Quốc và Argentina. Chỉ số Dow Jones và SP500 tại Mỹ chỉ mất giá hơn 10%, chỉ số Nasdaq 9.7% và hiện trên đường phục hồi. Nhưng chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc đã mất trừ 14.6% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã mất trừ 13%. Chỉ số Merval của Argentina đã mất trừ 16%. Chỉ số Nikkei của Nhật đã mất trừ 12.6%. Chỉ số DAX của Đức mất trừ 11.7%. Chỉ số Stockholm mất trừ 11.5%. Chỉ số FTSE, JSE, OCEA tại Johannesburg của South Africa mất trừ 11%. Cả thế giới đang bị đồng bệnh, chứng khoán. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9 giờ 30 sáng giờ Hoa tình Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới.